Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 11:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay Chủ nhật ngày 2 tháng 7 năm 2023, chương trình gồm có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, căn cứ diễn biến thị trường, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm các quy định về lãi suất tiền gửi. Đồng thời, các tổ chức tín dụng phải niêm yết công khai lãi suất tiền gửi tại các địa điểm nhận tiền gửi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, tiếp tục triển khai các biện pháp để giảm lãi suất tiền gửi, qua đó tạo dư địa để giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng. Các ngân hàng tiếp tục triển khai các giải pháp để giảm lãi suất cho khách hàng nhằm tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, thực hiện nghiêm cam kết giảm lãi suất cho vay. Chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng VAT đã có hiệu lực ngay từ đầu tháng 7 này. Đây được kỳ vọng là giải pháp sẽ kích cầu trong thời gian tới. Do đã có kinh nghiệm thực hiện từ năm 2022, nên năm nay, các doanh nghiệp đã chủ động các giải pháp kỹ thuật để áp dụng giảm giá với hàng hóa ngay khi chính sách có hiệu lực. Với gần chục ngàn mã sản phẩm khác nhau, nhưng do có kinh nghiệm triển khai chính sách giảm thuế VAT vào năm trước, siêu thị này đã chủ động các giải pháp kỹ thuật để áp dụng ngay trong ngày đầu chính sách có hiệu lực. Sau khi chính sách được đề xuất, Vincommerce đã triển khai nội bộ thực hiện các danh mục hàng hóa thuộc diện giảm thuế VAT để lên kế hoạch kịp thời điều chỉnh lại tem giá, bảng giá trên toàn bộ hệ thống ngay khi chính sách có hiệu lực. Mức giá được giảm với từng sản phẩm tuy không nhiều nhưng cũng đã tạo tâm lý thoải mái hơn khi mua sắm cho người tiêu dùng, đặc biệt với những người nội trợ. Ngoài cái phần tiết kiệm đấy ra, mình sẽ được dôi ra một khoản, một phần là vấn đề tiết kiệm, một phần là có thể gọi là chăm chút những bữa ăn ngon hơn cho gia đình, mua thêm đồ cho con hoặc làm thêm đồ cho gia đình. Đối với các doanh nghiệp, việc giảm thuế giá trị gia tăng sẽ giảm chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm và cải thiện dòng tiền. Theo các chuyên gia kinh tế, khó khăn nhất với các doanh nghiệp lúc này là thị trường. Chính sách giảm thuế VAT hy vọng sẽ là giải pháp khơi thông thị trường, mang đến lợi ích cho cả người dân và doanh nghiệp. Từ ngày 1 tháng 7, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam điều chỉnh mức giá sử dụng dịch vụ đối với 4 tuyến đường cao tốc. Các tuyến đường được giảm giá dịch vụ gồm cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cao tốc Cầu Rẽ - Ninh Bình, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây. Mức giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại 4 tuyến cao tốc nói trên sẽ tương ứng với thuế suất giá trị gia tăng từ 10% xuống còn 8%. Các bệnh viện công có thể thu tiền khám bệnh mỗi lượt 500.000 đồng, tiền giường nằm 4 triệu đồng một ngày kể từ ngày 15 tháng 8. Đây là mức giá quy định trong thông tư quy định khung giá và phương pháp định giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu do Sở Khám chữa bệnh của nhà nước cung cấp, được Bộ Y tế ban hành ngày 1 tháng 7, hiệu lực từ ngày 15 tháng 8. Cụ thể, khung giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1, tối thiểu là 100.000 đồng một lượt và tối đa 500.000 đồng một lượt. Cơ sở khám chữa bệnh khác, giá tối thiểu 30.500 đồng và tối đa 300.000 đồng một lượt. Trường hợp mời bác sĩ trong nước, nước ngoài đến khám, tư vấn sức khỏe, giá theo thỏa thuận giữa cơ sở khám chữa bệnh và người sử dụng dịch vụ. Giá giường nằm tại phòng điều trị theo yêu cầu chưa bao gồm tiền thuốc, các dịch vụ kỹ thuật y tế. Đối với dịch vụ loại phòng một giường, giá tối đa 4 triệu đồng một ngày đêm. Loại phòng hai giường tối đa 3 triệu đồng một giường. Loại phòng ba giường tối đa 2,4 triệu đồng một giường. Tỷ lệ giường bệnh theo yêu cầu không quá 20% so với tổng số giường bình quân năm trước của cơ sở y tế. Tỷ lệ thời gian chuyên gia, bác sĩ giỏi khám chữa bệnh yêu cầu tối đa 30%. Thầy thuốc giỏi của đơn vị dành tối thiểu 70% thời gian để khám chữa bệnh cho người có bảo hiểm y tế hoặc người bệnh không có bảo hiểm y tế nhưng cần hỗ trợ. Theo Bộ Y tế, giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu áp dụng cho người tự nguyện đăng ký sử dụng, tỷ lệ 5-10% tại bệnh viện tuyến tỉnh và trung ương, còn tuyến huyện gần như không có. Do vậy, việc quy định giá này không ảnh hưởng đến người có thẻ bảo hiểm y tế, người không có thẻ bảo hiểm y tế không đăng ký khám tự nguyện. Bộ Y tế vừa ký quyết định thành lập 7 đoàn đi kiểm tra giám sát chỉ đạo công tác phòng chống sốt xuất huyết và tay chân miệng tại các tỉnh thành phố trọng điểm trong tháng 6 và tháng 7 như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng. Các đoàn sẽ kiểm tra nội dung việc triển khai kế hoạch hoạt động phòng chống dịch bệnh năm 2023, công tác chuyên môn về dự phòng, giám sát xử lý ổ dịch, tổ chức chiến dịch diệt bọ gậy lăng quăng, rửa tay bằng xà phòng, vai trò của chính quyền các cấp,
huy động các ban ngành đoàn thể tham gia phòng chống bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tại địa phương, thu dung điều trị, truyền thông và đáp ứng chống dịch. Đoàn sẽ có các đánh giá nhận định tình hình và đề xuất các giải pháp kiểm soát bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết thời gian tới. Hôm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đáp án và thang điểm bài thi môn ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Đây là môn duy nhất thi dưới hình thức tự luận ở kỳ thi này. Nhận định về đề thi môn ngữ văn, một số giáo viên cho rằng đề thi năm nay không quá bất ngờ, cấu trúc phù hợp, ngữ liệu đọc hiểu là thơ, ngữ liệu nghị luận văn học là truyện. Sự phân hóa được đảm bảo để phù hợp với mục tiêu tuyển sinh đại học, dự kiến phổ điểm trung bình từ 6 đến 7. Hiện các địa phương đã bắt đầu công tác chấm thi. Theo kế hoạch, điểm thi sẽ được các sở giáo dục và đào tạo công bố cùng thời điểm vào ngày 18 tháng 7. Vậy là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã chính thức kết thúc. Sau kỳ thi này, thí sinh sẽ bước vào giai đoạn xét tuyển đại học. Dưới đây là những mốc thời gian cực kỳ quan trọng mà các sĩ tử cần phải lưu ý. Từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 7, thí sinh thực hành việc đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, nộp lệ phí dịch vụ tuyển sinh, lệ phí xét tuyển trên hệ thống đăng ký nháp. Từ ngày 5 tháng 7 năm 2023, xét tuyển thẳng và thông báo kết quả cho thí sinh, cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển xét tuyển thẳng lên hệ thống. Muộn nhất 17 giờ ngày 8 tháng 7, các trường đại học thông báo kết quả xét tuyển sớm. Từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7, tất cả thí sinh đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 8 giờ ngày 18 tháng 7 năm 2023, công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Hoàn thành chậm nhất ngày 20 tháng 7 năm 2023, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Hoàn thành chậm nhất ngày 24 tháng 7 năm 2023, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận liên quan bản chính cho thí sinh. Hoàn thành chậm nhất ngày 24 tháng 7 năm 2023, thí sinh nhận giấy chứng nhận kết quả thi. Ngày 25 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hay còn gọi là điểm sàn của khối ngành sức khỏe và ngành đào tạo giáo viên. Ngày 18 tháng 7, đến hết ngày 27 tháng 7 năm 2023, thí sinh phúc khảo bài thi nếu có. Từ ngày 31 tháng 7 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường bắt đầu quy trình xét tuyển và xử lý nguyện vọng. Qua đó, xác định nguyện vọng cao nhất thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển. Từ 17 giờ ngày 22 tháng 8, các trường thông báo điểm chuẩn danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1. Từ 17 giờ ngày 6 tháng 9, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ. Từ ngày 7 tháng 9 và kéo dài tới tháng 12, các trường đại học xét tuyển bổ sung nếu thiếu chỉ tiêu. Sáng nay, đại diện nhóm chung sức Cà Mau phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khánh thành đưa vào sử dụng cây cầu giao thông nông thôn ở ấp Tân Phong, xã Đồng Hưng, huyện Cái Nước. Cây cầu ngang 2m, dài 22m, được xây dựng bằng bê tông cốt thép kiên cố, có lắp đèn chiếu sáng với tổng kinh phí 92 triệu đồng, do nhóm chung sức Cà Mau kết nối cùng các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đóng góp xây dựng. Đây là cây cầu thứ 124 nhóm chung sức Cà Mau kêu gọi tài trợ cho các địa phương trong tỉnh. Những cây cầu xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng, giúp việc đi lại lưu thông hàng hóa của người dân được thuận tiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Chiều ngày 1 tháng 7, Hạt Kiểm Lâm huyện U Minh cùng với chính quyền ấp 16 xã Khánh Thuận làm thủ tục tiếp nhận động vật rừng thuộc nhóm quý hiếm cần bảo tồn. Theo đó, động vật rừng được người dân giao nộp là con rùa răng, còn có tên gọi khác là càng đước. Con rùa răng này trước đó được anh Quỳnh Duy Thái, ấp 16, xã Khánh Thuận, đi rừng phát hiện bị mắc vào giấn. Con rùa răng có trọng lượng 7kg, trạng khỏe mạnh. Khi tìm hiểu, biết được đây là loài động vật quý hiếm, nên anh Thái đã báo cho Hạt Kiểm Lâm huyện U Minh để giao nộp. Rùa răng càng đước thuộc loài động vật nguy cấp, quý hiếm nhóm 2B, nằm trong sách đỏ Việt Nam. Thưa quý khán giả, tình trạng sạt lở đất ven sông hiện nay không chỉ xảy ra đối với những tuyến sông lớn có dòng chảy mạnh và phức tạp, mà ngay cả những tuyến kênh sáng đầm sâu trong nội đồng có biên độ thủy triều dao động lớn, tình trạng sạt lở vẫn thường xuyên xảy ra. Để chủ động phòng chống sạt lở đất ven sông, bảo vệ lộ giao thông nông thôn, xã Đồng Thới, huyện Cái Nước đã triển khai thí điểm mô hình kè mềm tạo bãi kết hợp trồng cây mắm.
Đã qua, phong trào làm bờ kè mềm tạo bãi phòng chống sạt lở đất ven sông được người dân huyện Cái Nước tích cực thực hiện. Theo đó, phần lớn bà con sử dụng lưới mành kết hợp cây gỗ địa phương làm rào chắn. Nhưng cách làm này xem ra không đảm bảo lâu dài do vật liệu lưới mành không ngăn cản triệt để những cơn sóng khi phương tiện thủy lưu thông qua lại, làm cho đất bờ sông bị bào mòn theo thời gian. Rút kinh nghiệm từ thực tiễn, người dân xã Đông Thới tận dụng bạt trải đầm nuôi tôm công nghiệp đã qua sử dụng, thay thế lưới mành kết hợp cây gỗ làm bờ kè chống sạt lở. Mô hình được triển khai tại hộ ông Trần Văn Đông, ấp Mỹ Điền, chiều dài công trình kè mềm chống sạt lở hơn 70 mét. Theo tính toán của chính quyền địa phương, việc tận dụng bạt trải đầm nuôi tôm công nghiệp đã qua sử dụng để làm bờ kè mềm tạo bãi phòng chống sạt lở đất ven sông, chi phí đầu tư khá thấp, độ bền chắc cao, tương đương khoảng 50.000 đồng một mét, phù hợp với điều kiện kinh tế của người dân. Mới đây, Ban An toàn Giao thông tỉnh kiểm tra tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ làm nơi hợp chợ mua bán trên tuyến đường Trạch Tráng - Sông Đốc thuộc địa phận huyện Trần Văn Thời. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, tại đoạn đường thuộc khóm 7 và khóm 10 thị trấn Sông Đốc nằm trên tuyến đường Rạch Tráng - Sông Đốc, hay còn gọi là đường số 11, có chiều dài hợp chợ trái phép trên đường bộ khoảng 100 mét, chiều ngang tính từ lề gia cố 1 mét. Điểm hợp chợ trái phép này đã tồn tại trong thời gian dài. Đã qua, Ủy ban Nhân dân thị trấn Sông Đốc thường xuyên chỉ đạo công an thị trấn kiểm tra, nhắc nhở và xử lý vi phạm. Tuy nhiên, do thị trấn chưa có quỹ đất để làm chỗ đậu xe, nên tình trạng người dân dừng đổ xe dưới lòng đường để mua hàng hóa, gây mất trật tự an toàn giao thông. Cái việc mà mua bán tự phát nó đã tồn tại rất là lâu, do thị trấn chưa được đầu tư các cái điểm chợ cũng như có cái quỹ đất để mình thực hiện cái việc mà đảm bảo cái việc mà mua bán tự phát của bà con. Trước thực tế trên, thị trấn Sông Đốc kiến nghị tỉnh sớm phê duyệt quy hoạch chung cho thị trấn để địa phương sắp xếp trật tự đô thị đi vào nề nếp. Đồng thời kiến nghị huyện thường xuyên hỗ trợ thị trấn để kiểm tra xử lý vi phạm về lấn chiếm lề đường để làm nơi họp chợ mua bán trái phép. Trong cái thời gian tới để tình hình cái việc mua bán trật tự trên địa bàn thị trấn được đảm bảo về cái trật tự cũng như cái an toàn về giao thông, thị trấn cũng kiến nghị kêu gọi đầu tư các cái điểm chợ trên địa bàn thị trấn theo cái quy hoạch, kể cả là đề xuất sớm di dời cái bến xe theo cái quy hoạch ra ngoài cái nội ô trong cái thị trấn. Trên đoạn đường thuộc ấp Rạch Ruộng A, xã Khánh Lộc cũng xuất hiện điểm họp chợ trái phép lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, có chiều dài khoảng 10 mét, chiều ngang lấn chiếm từ lề gia cố 1 mét. Điểm họp chợ trái phép này tồn tại hơn một năm nay. Điều đáng nói là nằm ngay dưới dốc cầu và cách Ủy ban Nhân dân xã khoảng 100 mét. Đã qua, Ủy ban Nhân dân xã Khánh Lộc cử cán bộ vận động người dân không mua bán lấn chiếm lòng lề đường nhưng chưa xử phạt vi phạm hành chính. Sau khi Ban An toàn Giao thông tỉnh có buổi làm việc với xã vào ngày 29 tháng 6 vừa qua, địa phương cam kết chỉ đạo lực lượng công an xử lý dứt điểm đối với điểm họp chợ này. Trong trường hợp tái lấn chiếm sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cái điểm họp chợ chỗ cống dịch vụ Nga thì diễn ra vào buổi sáng, sáng khoảng tới 9-10 giờ là bà con bán hết hàng, bà con về. Thì xã cũng thấy cái chỗ này cũng rất là nguy hiểm về vấn đề về giao thông ngay dốc cầu. Thì hướng tới ủy ban xã cũng sẽ chỉ đạo cho lực lượng công an xử lý dứt điểm cái điểm họp chợ chỗ tuyến cống dịch vụ Nga trên địa bàn xã Khánh Lộc. Riêng trên đoạn đường thuộc ấp Rạch Lùm A, xã Khánh Hưng có 2 điểm họp chợ trái phép. Chiều dài các điểm họp chợ này khoảng 60 mét, chiều ngang tính từ lề gia cố từ 1 đến 2 mét. Các điểm họp chợ trái phép này xuất hiện từ năm 2022 đến nay. Mặc dù Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo lực lượng công an tuyên truyền nhắc nhở người vi phạm, nhưng do chưa lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, nên tình trạng tái lấn chiếm lại diễn ra thường xuyên. Sau khi kiểm tra thực tế, Ban An toàn Giao thông tỉnh tiến hành lập biên bản kiểm tra việc họp chợ trái phép trên đường bộ đối với Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn trên. Trong trường hợp địa phương để tái lấn chiếm trở lại, đơn vị sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Bản tin 11:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.